Luôn chú nha, này lên cho chú tiếp tục một con xích đông anh 15i nha. Con này quá đẹp, quá đẹp nha, chưa rửa chưa vệ sinh nha. Chú về chú rồi vệ sinh ra là quá đẹp nha. Làm là tinh khoảng 7 ly ạ. Xích là xích bãi còn đẹp luôn. Về là cưa thôi nha. Có thắng xích luôn. Con này 52cc nha. Trọng lượng con này tầm 5kg mấy chú ơi. Rất là nhẹ nha. Dòng này lúc hợp kim, phù hợp mấy chú khai thác đi khai thác nha. Dòng này thì cực kỳ bền rồi. Dòng này máy đứt nha. Máy quá đẹp nha. Xích đông anh 115i nha. Bít tông 46 ly. Bít tông là bao đẹp cho mấy chú nha. Máy là máy của Đức nha. Bô là chưa đóng khói nhiều luôn nha. Còn trắng tinh mặt tiền siêu đẹp. Siêu đẹp nha. Báo giá luôn. Lòng bạc siêu VIP nha. Bít tông bao vân ngang. À, bao đẹp nha. Bao vân ngang luôn. Phục nhúng là còn nguyên nha. Con này thì phụ tùng bao cho mấy chú nha. Tem mát đồ còn nguyên của Nhật nha. Con này là Đức xuất Nhật. Rất tay là nổi nha. Còn cũng xích này hơi cùn nha mấy chú nha. Ai mua con vũ máy lại cho. Máy này quá đẹp nha. Xích đô man của Đức.